Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Việt US 1040. Tại chương trình Mục tin thế giới được thực hiện tại Cali ngày thứ Bảy 9 tháng 5 năm 2020. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị một số cái tin tức thế giới được tổng hợp như sau. Trước tiên là tin tức về nước Mỹ. Thì theo cái số liệu trên cái trang web World Matter tính đến chiều 8 tháng 5 theo giờ địa phương, số người chết vì COVID-19 tại Mỹ tăng hơn 1.600 ca so với một ngày trước đó, nâng tổng số người chết vì đại dịch này tại đây lên tới 78.500 ca. Số ca mắc COVID-19 tại Mỹ cũng tăng trên 27.400 ca, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại quốc gia này lên tới 1,32 triệu ca. Bất chấp việc các cái số ca COVID-19 tiếp tục tăng mạnh tại các bang của Mỹ bắt đầu mở cửa lại nhằm khôi phục nền kinh tế trong cái bối cảnh là hàng chục triệu người mất việc làm. Tổng thống Donald Trump đầu tuần này cho biết nước Mỹ cần nhanh chóng mở cửa trở lại là điều cần thiết, dù ông thừa nhận rằng việc nới lỏng các lệnh hạn chế có thể khiến có thêm người mắc bệnh hoặc tử vong vì COVID-19. Nền kinh tế Mỹ đã thực sự mất 20,5 triệu việc làm trong tháng 4, đánh dấu tháng mất việc lớn nhất tại nước Mỹ. Xin mở ngoặc ở đây, thì bên cạnh nước Mỹ có Canada đó quý vị. Tình hình Canada cũng không sáng tỏ gì. Nếu như tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ hiện nay là 14,7% thì Canada là 13%. Nói thêm chút xíu về Canada. Cái tin tức thứ hai chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị đó là cập nhật về tình hình thế giới. Thì theo cái trang World Matter ngày hôm tính đến ngày hôm nay thì có 212 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận với tổng cộng 4.8110 trường hợp nhiễm bệnh và 275.784 trường hợp tử vong. Trong đó có 1.377.123 trường hợp đã phục hồi, ghi nhận đến sáng sớm ngày 9 tháng 5. Như vậy trên thế giới có hai quốc gia trở thành điểm nóng của dịch COVID trên thế giới hiện nay được ghi nhận. Đó chính là Brazil và nước Nga. Tại Brazil, quốc gia này vốn là một quốc gia chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nặng nề nhất tại châu Mỹ Latin. Tính tới ngày 8 tháng 5, theo thông báo ghi nhận, số người chết theo ngày tăng lên ở mức kỷ lục 751 người. Theo đó, tổng số người chết vì COVID-19 tại Brazil đã lên gần 10.000 người. Sao Paulo hiện là tâm trấn của đại dịch Brazil với gần 42.000 ca dương tính và gần 3.500 trường hợp tử vong tính đến ngày 7 tháng 5. Brazil hiện có tổng cộng 145.328 ca mắc COVID-19, trong đó có 9.897 ca tử vong. Hơn 20 quan chức chính quyền của Brazil đã dương tính với COVID-19. Rồi tin về nước Nga. Đây là ngày thứ 6 liên tiếp, Nga đã tăng 10.000 trường hợp trong 24 giờ. Nước Nga đang nổi lên là một cái điểm nóng của đại dịch. Vì vào ngày 8 tháng 5, nó đã ghi nhận hơn 10.000 trường hợp nhiễm COVID-19 mới. Tin tức thứ tư chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị đó tin về cái khu vực Đông Nam Á. Đông Nam Á ghi nhận thêm 1.300 người nhiễm, 24 người chết do COVID-19, nâng tổng số toàn khu vực lên lần lượt là 55.000 người nhiễm và 1.800 người đã chết. Singapore là vùng dịch lớn nhất của khu vực với 21.707 ca nhiễm và 20 ca tử vong. Indo đứng thứ hai về số ca nhiễm, nhưng đứng đầu khu vực về số ca tử vong.
là 943 trường hợp và tổng số ca nhiễm là 13.112. Philippines là vùng dịch lớn thứ ba, ghi nhận 10.463 người nhiễm COVID-19 và 696 trường hợp đã tử vong. Tin về Ai Cập. Thì Ai Cập đưa tin cái số ca nhiễm COVID ở nước này tiếp tục tăng mạnh khi ghi nhận thêm 495 ca nhiễm mới và 21 trường hợp tử vong bất chấp nhiều biện pháp ngăn chặn, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Ai Cập lên 8.476 trường hợp và 503 ca tử vong. Bên cạnh đó cũng có thêm 58 người khỏi bệnh và được ra viện, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 bình phục lên 1.945 người. Theo người phát ngôn nội các Ai Cập, thì Ai Cập sẽ phải cùng sống chung với COVID-19 bắt đầu từ tháng 6 tới khi quốc gia Bắc Phi này tiếp tục hướng tới những nỗ lực nhằm mở cửa nền kinh tế sau những ngày lễ lớn của quốc gia. Chính phủ Ai Cập đang hy vọng có thể bắt đầu một giai đoạn mới vào ngày 1 tháng 6, đồng thời sẽ xem xét và đánh giá các biện pháp hạn chế liên quan đến dịch bệnh thế kỷ này, bắt đầu vào ngày 23 tháng 5 tới. Tin tức tiếp theo chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị đó tin về đất nước Paraguay. Thì tại Paraguay, Tổng thống Paraguay đã bày tỏ quan ngại về sự lây lan nhanh chóng của COVID-19, đồng thời cho rằng đây là một mối đe dọa lớn với đất nước này. Theo thông báo chung, ông cho biết sẽ điều động thêm nhân lực, kể cả huy động quân đội, đến những khu vực dễ tổn thương nhất dọc theo tuyến biên giới giữa Brazil và Paraguay. Bộ trưởng Y tế Paraguay tuyên bố ông rất lo ngại về khả năng lây lan COVID-19 từ những người Paraguay trở về từ Brazil, những người chủ yếu trong độ tuổi thanh niên và không có triệu chứng bệnh rõ ràng. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát tốt khu vực biên giới. Theo dữ liệu của Bộ Y tế Paraguay, hơn nửa trong số 563 trường hợp nhiễm COVID-19 tại Paraguay là những người nhập cảnh từ Brazil. Hầu hết những người mắc COVID-19 ở Paraguay bị cách ly trong các cái nhà tạm trú do quân đội quản lý. Tin Việt Nam. Bản tin lúc 6 giờ sáng ngày 9 tháng 5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đến nay Việt Nam đã sang ngày thứ 23, không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Hiện chỉ còn 14.000 người đang cách ly chống dịch. Ngoài ra, có một tin mới là Việt Nam vừa trao 140.000 khẩu trang y tế, hỗ trợ vật tư y tế lần 2 cho đất nước Nhật Bản để chống COVID-19. Tin thứ ba chúng tôi muốn chia sẻ đó là các cái giới chức y tế thế giới nhận thấy rằng cái nguồn lây nhiễm tiềm tàng ở Nhật, nó tập trung ở những cái tụ điểm vui chơi giải trí. Ở Nhật hiện nay đã có khoảng 16.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 603 người tử vong tính đến ngày 8 tháng 5 của năm 2020. Tình hình dịch bệnh theo đánh giá có thể nghiêm trọng hơn do rất nhiều tụ điểm vui chơi giải trí, nhà hàng, đặc biệt là các cửa hàng trò chơi điện tử Pachinko tiếp tục hoạt động bất chấp tình trạng khẩn cấp được gia hạn đến cuối tháng 5. Tại Tokyo, riêng thủ đô Nhật Bản có gần 1.000 những cái tiệm trò chơi như điện tử như vậy, thường xuyên chật kín và người chơi nườm nượp xếp hàng trước cửa. Bộ Y tế Nhật Bản đã thống kê hơn 4 triệu người dân bị nghiện các trò chơi điện tử ăn tiền. Tin tiếp theo chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị đó là tin về đất nước Hàn Quốc. Vì Hàn Quốc nó cũng giống như là Nhật Bản vậy quý vị. Các cái tụ điểm vui chơi giải trí tiếp tục bị đánh giá là nguồn lây nhiễm tiềm tàng ở Hàn Quốc, cũng giống như là ở Nhật Bản vậy. Ngày 9 tháng 5, thị trưởng thành phố Seoul, Hàn Quốc đã ban hành mệnh lệnh hành chính yêu cầu các quán bar, vũ trường, họp đêm trên toàn thành phố phải tạm thời dừng mọi hoạt động trước nguy cơ bùng phát ổ lây nhiễm COVID-19.
Phát biểu với báo giới, thị trưởng Park Won-sun nhấn mạnh, mệnh lệnh hành chính này có hiệu lực ngay lập tức và có giá trị pháp lý cho đến khi có thông báo mới của thủ đô. Theo đó, tất cả các quán bar, vũ trường, hộp đêm, các loại hình dịch vụ giải trí đêm khác khắp thành phố sẽ bị cấm tổ chức hoạt động đông người, ngừng các hoạt động kinh doanh. Đây là biện pháp tình huống mà thành phố Seoul phải thực hiện khi xuất hiện hàng chục người dương tính với COVID-19 do tiếp xúc gần với một bệnh nhân nam 29 tuổi được xác nhận ở khu phố Itaewon hồi tuần trước. Cái bản tin cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị đó là cập nhật cái tình hình COVID-19 mới nhất như vậy, tức là vào khoảng 10 giờ sáng ngày 9 tháng 5 năm 2020 tính theo giờ Cali như quý vị, thì có một cái số liệu mới về virus Corona hay là COVID-19 là như vậy. Số ca nhiễm toàn thế giới là 3.965.863 trường hợp. Số ca bình phục được ghi nhận là 1.335.535 trường hợp. Số ca tử vong là 275.527 trường hợp. Về tình hình cụ thể ở 7 cái quốc gia đầu tiên mà xét về cái số lượng nhiễm thì chúng ta thấy đứng đầu là Hoa Kỳ với số ca xác nhận nhiễm là 1.320.442 trường hợp. Số ca nhiễm trên 1 triệu người là 4.007. Số ca đã bình phục là 183.111 và số ca tử vong là 78.322 trường hợp. Đó là tình hình của cái nước Mỹ. Đứng thứ hai là Tây Ban Nha với số ca xác nhận nhiễm là 223.578, số ca bình phục là 133.952 và số ca tử vong là 26.478. Tức là nếu mà chúng ta so cái số ca tử vong á, thì Mỹ là 78.322 và Tây Ban Nha là 26.478. Ý thì số ca nhiễm tổng cộng là 217.185, đứng thứ ba thế giới, và số ca bình phục là 99.023, trong khi đó số ca tử vong là 30.201, thì có nghĩa là nó gần bằng phần nửa cái số ca tử vong của Hoa Kỳ. Đứng thứ tư thế giới là Vương quốc Anh với số ca nhiễm là 211.364 và cái số ca tử vong là 31.241. Đứng thứ năm là nước Nga vì với số ca nhiễm là 198.676 trường hợp, số ca bình phục là 31.916 trường hợp và số ca tử vong là 1.827. Đứng thứ sáu là nước Đức với số ca nhiễm là 170.822 trường hợp, số ca bình phục là 138.214 trường hợp và số ca tử vong là 7.510 trường hợp. Đứng thứ bảy thế giới chính là Brazil, số ca nhiễm được xác nhận là 147.183 trường hợp, số ca bình phục là 59.297 trường hợp và số ca tử vong là 10.044 trường hợp. Đứng thứ tám thế giới là Pháp, số ca nhiễm là 138.421, số ca bình phục là 55.782 trường hợp và số ca tử vong là 26.230. Tức là nếu mà so sánh giữa Pháp và Hoa Kỳ thì cái số tử vong của Pháp chỉ bằng 1/3 1/3 cái số ca của Hoa Kỳ. Đứng thứ 9 thế giới á, nó thêm về chứng chính thế giới chính là Thổ Nhĩ Kỳ với 135.569 trường hợp và số ca bình phục là 86.396 trường hợp, số ca tử vong là 3.689 trường hợp. Nói tóm lại, thế giới đã có gần 4 triệu người đã nhiễm bệnh
số ca bình phục là khoảng 1.300 và số ca tử vong toàn thế giới đã là 275.527 trường hợp. Trong đó Mỹ đứng đầu thế giới về số ca nhiễm là 1.320.000 và số người tử vong là hơn 78.000 người tại Mỹ. Thì cái bản tin cuối cùng này đã kết thúc cái tin thế giới của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nếu mà quý vị thấy những video của chúng tôi hữu ích, xin vui lòng đăng ký, like, share cho kênh. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng tại Mục Tin Thế Giới của kênh Việt US 1040. Một lần nữa xin chào và xin chúc sức khỏe toàn thể quý vị. Trân trọng cảm ơn.